Leeds sắp xuống hạng sau 3 mùa ở Premier League. Trận thua ngược 1-3 trên sân West Ham tối ngày 21 tháng 5 khiến Leeds United gần như không thể trốn chạy khỏi suất xuống hạng sau 3 năm liên tiếp chơi ở Premier League. Dù thi đấu trước một đối thủ đã trụ hạng an toàn và không còn mục tiêu như West Ham, Leeds vẫn tỏ ra quá mong manh và yếu ớt. Bất chấp việc mở được tỷ số ngay từ phút 17, Leeds vẫn để đội chủ nhà gỡ hòa trước khi thua ngược 1-3 trong hiệp 2. Đây là trận thua thứ 6 trong 8 trận gần nhất của đội bóng vùng Yorkshire, khiến họ chuẩn bị chính thức nhận tấm vé chơi ở Championship mùa tới sau 3 năm vẫy vùng ở Premier League. Leeds hiện chỉ có 31 điểm và đứng thứ 18, kém đội xếp trên Everton 2 điểm. Ở vòng hạ màn, Leeds phải thắng Tottenham đồng thời hy vọng Everton thua Bournemouth trên sân nhà, ngoài ra còn phải mong Leicester 30 điểm, có kết quả bất lợi cả 2 trận còn lại, mới lách qua khe cửa hẹp để trụ hạng thành công. Tuy nhiên khả năng này là vô cùng khó với đội bóng của Sam Allardyce. Mùa hè 2020, Leeds từng giành quyền trở lại Premier League và liên tục gây ấn tượng dưới bàn tay huấn luyện viên Marcelo Bielsa, với những trận đấu tưng bừng và sòng phẳng trước các câu lạc bộ lớn. Tuy nhiên, những bất ổn từ thượng tầng cho tới ban huấn luyện và các cầu thủ đã khiến đội bóng này sa sút không phanh và sắp phải trả giá bằng tấm vé trở lại dài hạn nhất.